Xin chào các bạn, mình là Nhím đây. Còn đây là Trang Cami. Ui, cái gì đấy? Trang ơi, cậu đâu rồi? Cái này hình dạng gì thế này? Mùi pizza thơm quá. Ta rất là thèm ăn pizza đây. Hãy giao đến nhà cho ta một cái. Người đâu rồi? Vừa nãy còn ngồi đây cơ mà. Bánh pizza nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Ui, cậu đi đâu từ nãy tới giờ thế? Nóng quá các cậu ơi. Đi đâu? Tớ đi làm bánh pizza để chúng mình đi bán hàng chứ còn đi đâu nữa. Tớ cứ tưởng là cậu ngồi cạnh tớ cơ. Vừa nãy hình như có khách đến mua ở đây. Mà mới ngày đầu tiên bọn mình mở bán đã có khách mở hàng rồi các cậu ơi. Thật á? Đúng rồi. Đã có khách đầu tiên rồi á? Vừa nãy người ta bảo là giao một bánh pizza đến nhà cho người ta đấy. Ồ. Thế thì đây. Cậu đi giao đi. Ui, nóng. Nhưng mà tớ thấy như thế nào rồi các cậu ạ? Thế nào là thế nào? Cái vị khách đấy hơi đáng sợ. Hay là cậu đi cùng với tớ đi, hai đứa đi, đỡ sợ hơn. Đây này, ngoài trời mưa to quá mà mình vẫn phải đi giao pizza. Này, cậu có giao nhầm địa chỉ không đấy? Tớ trông nó cứ tối om om ý, sao chả nhìn thấy nhà nào cả. Này, còn có vị huynh đệ nào đang đứng kia nhảy múa thế này? Cũng là người, cũng là shipper giao pizza à cậu? Chắc là người ta mua gì đấy, thôi tớ lấy pizza đi giao đây. Mà, đây, bánh pizza thơm ngon tới rồi đây. Đây rồi, nhà đây rồi. Nhà đây á? Trông như một cái lâu đài ấy cậu ơi. Cao ơi là cao luôn. Ui, xung quanh còn cắm toàn là trông nhọn này. Để làm gì nhỉ? Hay là người ta sợ bị ăn trộm nên người ta bảo vệ? Có cả một cái dây này. Dây này để làm gì? Đừng bảo là leo lên nhá. Tớ vào góc cửa đây. Có một cánh cửa kìa. Cốc cốc cốc. Ui. Oh my god. Cậu bị làm sao vậy? Tớ bị... Ai lôi cậu lên thế? Ai lôi cậu lên thế? Tớ bị mắc bẫy rồi. Sao lại có một cái bẫy ở đây? Chán quá, chán quá. Mình vào trong nhà rồi. Nhìn kìa. Ôi giời, một bộ xương cơ cậu ơi. Xương chả vò vậy cậu. Ê, có một bạn gái này. Ở đây cũng có xương nữa này. Hay là đây người ta chạy. Còn có một con chuột nữa. Ui, chuột. Nó chui vào tường rồi. Nó lại chui vào tường đâu. Nó cũng đang sợ hãi các bạn ạ. Đây như kiểu là một cái lâu đài ma quái ấy. Sao người ta lại đặt pizza của mình ở đây? Nhìn dưới chân cậu kìa. Đây có phải là nhân viên giao hàng pizza giống cậu không? Cũng đang cầm cái bánh pizza kìa. Chết rồi. Mình lạc vào đâu thế này? Một nơi thật là đáng sợ cậu ơi. Người giao pizza trước đây bây giờ chỉ còn là một bộ xương thôi. Cuộn dây tốc độ, cuộn dây vàng. Đây là những cái trang bị à? Ô, bạn kia bạn ấy trèo lên cái thang, nhảy lên phía trên kìa cậu. Tớ nghĩ là bây giờ bọn mình phải tìm cách nào để thoát khỏi cái ngôi nhà này sớm đi. Chứ không có khi chết khô như cái bộ xương ở dưới kia đấy Trang ơi. Bây giờ bọn mình phải thoát khỏi đây thật nhanh. Nhảy lên cẩn thận cậu ơi, không là rơi xuống dưới đấy. Đấy rồi, pizza có một cái nào? Cửa. Đi từ từ thôi cậu ơi. Bắt đầu đi vào cánh cửa này, sao nhiều nến thế này? Như thế nào bây giờ? Phía trước tôi thấy có cái gì đỏ đỏ, lấp la lấp đánh cậu ơi. Là nhảy qua hàng rào gai này. Ui, nhảy qua hàng rào gai bị mất máu cậu ơi. Nếu mà chạm mà nó bị đau đấy. Nhảy tiếp này, lấy viên ngọc đấy gì? Đúng rồi, viên ngọc quý đấy, cho vào túi đi. Ui. Tan tành, đúng là không nghe lời lại Trang được. Cái đấy là bom đấy, không phải ngọc đâu. Bom á? Đúng rồi. Thế thì ai gài bom ở đây nhỉ? Cẩn thận nhá. Phải tránh qua mấy quả bom này nha, chứ không phải là ngọc như bạn Trang nói đâu. Nhảy tiếp này. Ui rồi, lại bị mất phát máu nữa. Cậu nhảy chả cẩn thận gì cả. Mấy cái hàng rào này cao. Có con gì đấy? Đây cũng là cái bạn nào ấy, chắc là rào cái gì đấy. Ui, con nhện. Đi theo lối này sao nào. Làm cách nào để ra ngoài bây giờ? Đây là căn phòng gì đây? Sao nhiều những cái bẫy to khổng lồ thế này? Bẫy này bẫy ai vậy? Mình mà đứng vào đây á, là bị đứt đôi người luôn đấy. Bẫy chuột hay là bẫy người? Đáng sợ rồi. Lại có tiếng cười gì rùng rợn thế nhỉ? Mở cửa ra. Đây là người đặt hàng pizza của mình mà. Đây là ma, cô bị lừa rồi. Tớ bị con ma nó lừa đặt hàng rồi các cậu ơi. Mình như mỗi một lần điện tắt là con ma sẽ xuất hiện các cậu ơi. Thì không được, không được. Mình phải làm thế nào để chạy thật nhanh qua cánh cửa đấy đi. Nhanh vào cánh cửa ấy. Điện lại tắt rồi. Ôi con ma kìa. Chạy đi. Ui sao nó lại đuổi theo tớ? Có bao nhiêu người ở kia sao ngươi không đuổi lại đuổi theo ta? Con ma này nó thật thám dai các cậu ơi. Chạy nó thấy cậu đẹp dai. Nó cứ đuổi theo tớ này. Ô, có chỗ để bắt đen kìa. Sập cầu thang lên. Sập cầu thang. Nó biến mất rồi. Hình như mình đèn sáng là con ma sẽ bị tiêu tan luôn con các cậu ơi. Con ma này sợ ánh sáng các bạn ạ. Ui thế thì mình phải chạy qua cửa này đi. Nhanh. Mở cửa này. Có cái gì đỏ đỏ thế nhỉ? Hình như là một cái đèn pin ấy. Hình như đây là tia laser à cậu? Không phải, tia laser nó phải hình tia cơ.
Sao trông nó lạ thế nhỉ? Hay là cái tia gì? Ui, đây là quả bom. Quả bom á? Nó vừa nổ kìa. Thế thì cậu phải tránh xa cái quả này ra. Đúng rồi, đúng rồi. Trong đây cũng có một con mắt sáng này. Tránh, 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 tránh ra nha. Không là nó sẽ nổ ở trên đầu bọn mình đấy. Tối quá. Hình như là chúng mình. Đây đây, có một cái thang này Trang ơi. Phải leo lên thang này, đứng ở trên cao. Đây rồi, đây rồi. Mình sẽ nhảy ở trên những cái đỉnh cột này để sang bên kia. Ui, nhảy lên đây á. Ui giời. Ý, cậu có nhảy được không thế? Quá đơn giản với tớ luôn. Quá đơn giản. Làm đi được cái bốc phép nào. Giỏi thôi các bạn ạ. Cẩn thận này, những cái này nó nhỏ lắm. Thế nên là phải căn chuẩn. Rồi, sang bên này rồi, nhảy tiếp này. Sao đi tối qua cái cầu. Sao ở trong này có một cái hang động à? Ồ, một cái hang thật các bạn ạ. Đi ra đây xem nào. Có cái dây kìa. Chả lẽ mình phải đu vào dây để sang bên kia. Hay là nhảy xuống dưới cậu ơi. Bên này có lối đi này. Nhảy này. Nhảy lên cái này cậu ơi. Phía bên trên có một cánh cửa nữa các bạn ạ. Cái dây này không hiểu để làm gì luôn này. Cái dây đấy á. Chả lẽ lại là tắc răng à? Không. Đi vào đây xem nào. Dây đấy khả năng là chói ai đấy. Đúng rồi, chói xong treo lên đấy đúng không? Đúng rồi. Ui, ui cái gì đấy? Pháo sáng. Bốn con ma. Có hai con cánh hai bên. Đây là những con ma con á. Đúng rồi. Mình không được chạm vào chúng đúng không? Không được chạm vào cái tia hồng hồng cái kia. Chạy qua, chạy qua, chạy qua. Ui. Cái gì vậy? Một cái cối xoay với những cái trông nhọn hoắt luôn. Mình mà rơi xuống đây là nó nghiền lát mình luôn đấy. Phải nhảy qua này, nhảy qua này. Thật là nguy hiểm các bạn ơi. Nhanh nhanh mà thoát ra khỏi cái lâu đài này đi. Ở đây có cái dẫn cây à? Trèo lên không được. Đây là cái gì nữa đây? Dòng sông sô-cô-la cậu ơi. Sô-cô-la à? Mấy cái này có ăn được không nhỉ? Không, không. Sô-cô-la. Theo như ý kiến của tớ là phải nhảy qua. Chứ nếu mà rơi xuống sô-cô-la này có mà chết luôn đây. Nhảy qua này. Nhảy đi đâu nữa cậu? Nhảy lên cái lá. Làm gì? À phải sang bên kia, sang bên kia. Wow. Nhảy cái lá này này. Tôi thấy có cái gì đó phát sáng ở bên trong kìa. Cái gì xanh xanh nhỉ? À, cây nấm thần kỳ cậu ơi. Ôi, những cây nấm phát sáng này. Đẹp lung linh luôn. Wow. Cái gì vậy? Con ma đã bắt được tớ rồi. Oh my god. Sao con ma này? Nó từ đâu xuất hiện đấy cậu ơi? Đúng rồi. Cẩn thận. Cái gì đây? Con ma nó sẽ xuất hiện ở ngoài không trung à? Thế vậy thì bọn mình phải làm thế nào nhỉ? Phải chạy thật nhanh qua khu rừng nấm này các cậu ạ. Chạy thật nhanh qua khu rừng nấm à? Được rồi, được rồi, được rồi. Còn xa nó mới hết được cơ mà. Làm sao mà chạy nhanh qua đây được? Phải làm thế nào nhỉ? Hay là lắp vào những cây nấm cậu ơi. Cây nấm có ánh sáng. Mà cây con nấm. Ma thì rất sợ ánh sáng. Được rồi. Đưa vào đây. Có tiếng cạnh cánh cửa. À con ma kìa. Đấy. Có ánh sáng là sẽ không dám lại gần cậu đâu. Ui, bạn kia đi ấy này. Tớ hiểu rồi, có nghĩa là khi nào bắt đầu nghe thấy tiếng là con ma sẽ xuất hiện. Mình phải đứng thật nhanh vào dưới gốc cây nấm. Đấy, 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 đấy. Trốn. Tôi sởn hết cả da gà rồi các cậu ơi. Ô, có lối thoát phía trước kìa. Cuối cùng cũng đã qua. Đấy, còn bà nó vẫn bắt những cái bạn ở phía sau kia. Chị lên nhanh lên cậu ơi. Ở cái cầu thang này trông nó lạ thế này mà nó tối, nó dốc thế này nhỉ. Nhìn như là lưng của một con rắn ý. Ô, lại một dòng sông sô-cô-la. Nhảy qua đơn giản mà. Nhảy qua này. Cẩn thận. Nhảy cả xuống bậc gỗ này. Nhảy qua đây á, chúng mình phải thật là khéo léo luôn. Nếu không sẽ rất dễ bị ngã đấy. Ra rồi, cái gì phía trước đây? Ui, toàn xương thôi. Có nghĩa rất nhiều người đã vượt qua những cái thử thách phía trước và đến được đây rồi nhưng vẫn phải bỏ mạng. Chuột kia. Có khi nào cậu sẽ là người tiếp theo không? Không bao giờ, không bao giờ. Ui con chuột, tí thì nó trèo lên người tớ. Tớ sợ chuột lắm. Có một cái thang phía trước. Trèo lên thang sao nào. Ồ, lên phía trên rồi. À. Ui, cẩn thận. Có một lỗ thủng. Ui. Ơ, rơi xuống rồi. Sao lại xuống dưới này nhỉ? Không khéo léo gì cả. Không phải, hình như là phải xuống dưới này. Đúng rồi, mình đang ở trên chỗ lúc nãy nó phát sáng kia rồi. Bây giờ đi đâu? Đi tiếp ra đằng này sang nào. Đằng này có lối thoát không? Có lối à, có. Những bậc thang kìa, phải không cậu? Đúng rồi, mình phải trèo lên những bậc thang này. Trèo lên sang nào, trèo lên, trèo lên. Phải thật cẩn thận. Nhảy tiếp này. Trèo lên này. Trèo. Ui, tí nghe nha. Mày thế, mày là mình giỏi. Trèo lên sao nào, trèo lên, trèo. Ui. Thôi rồi. Cuối cùng vẫn ngã xuống. Đã không giỏi leo trèo thì sao đừng có trèo vào cái chỗ này nữa cậu ơi. Không trèo thì làm sao mà mình thoát được. Tại vùng nãy cậu hậu đậu nên cậu mới đây, bị rơi xuống cái lỗ rồi. Đây. Cuối cùng cũng qua. Cái gì đây? Có tiếng dây xích. Hình như
cái thang máy. Là cái thang máy. Đi vào này. Đi lên. Nó chở mình lên này. Thang máy này bao quanh toàn là những xích thôi. Toàn là những cái hàng rào thôi. Thế thì cậu cứ bấm thang máy mà đi lên trên tỉnh ấy. Cần gì cậu phải đi vào đây. Ui. Cái gì đấy? Ui, nó rơi xuống này. Con dao. Không phải dao đâu, đây là những kiểu như là cái khối tạ ấy. Nó rất là nặng. Mình mà đứng ở dưới là nó kẹt dí luôn. Đấy, chờ nó nhấc lên thì mình mới chạy được. Chạy qua này. Ui. Đây như kiểu là một cái ngôi lâu đài ở thời Trung Cổ với rất nhiều các hình thức tra tấn các cậu ơi. Phía trước này có những quả bom màu đỏ đỏ kia. Tớ nhìn thấy rồi, nhưng mà ở đây nó có một cái gì ở giữa kìa. Có một cái tảng đá lơ lửng ở giữa kìa. Làm sao để đi ra được đấy? Đi vòng xem nào. Hay chúng mình phải tìm một cây cầu nào đấy. Quả bom, quả bom. Phải tránh xa nó ra nhá. Không là nó sẽ nổ tung người đấy. Ui, nó đuổi. Cái gì? Nó tự nổ à cậu? Đúng rồi, nó chỉ cậu làm gì vậy? Mình chạm vào những cái ánh sáng màu hồng là nó sẽ bắt đầu nó phát nổ. Có hai mũi tên. Hướng mũi tên chỉ nhảy xuống đấy à? Làm gì có lối đi. Ồ, có cái màu hồng xuất hiện này. Nhảy lên được này. Wow. Như thế nào nó nhảy? Hình như nhảy tiếp cậu ơi. Nhảy tiếp á? Nhảy một phát có đến được tảng đá không nhỉ? Trông xa lắm. Thử nhá. Lấy đà. Nhảy này. Ồ, mình đi đến đâu là nó sẽ xuất hiện ở dưới chân mình đến đấy. Thế đây là một cái con đường tàng hình à cậu đúng ơi. Đúng rồi, một con đường tàng hình. Đến cái khối đá này. Nó bảo lúc cần phải đặt cái gì vào đấy. Đúng rồi, mình phải đi tìm một cái gì để đặt lên trên cái tảng đá này cậu ơi. Phía trước kia. Đi ra xem nào. Phía trước là một cái thử thách gì đây? Màu hồng hồng. Và có rất nhiều những... Ui, cái búa khổng lồ búa cậu khổng ơi lồ. Nó dậu xuống thế kia thì còn gì là người nữa. Bây giờ phải chạy qua khỏi cái búa này. Được rồi, chờ nó đập xuống. Đây, nhảy luôn này. Nhảy tiếp này. Ui, trời ơi. Tí thì nó đập vào người mình nhá. Nhảy qua nữa này. Đây là cái gì đây? Hai ngọn lên. Hai ngọn đuốc rất là to. Phía trước là cái gì? Bên trong sương mù, không nhìn rõ gì luôn. Ui, tôi nhìn thấy đôi mắt. Oh my god, con gì vậy? Người khổng lồ à? Người khổng lồ đá các cậu ơi. Ui, có khi là nó bắt mình đây. Ui, tí thì nó bắt được. À không, nhưng mà người khổng lồ này to béo như này anh sẽ chạy rất là chậm. Có một cái gì anh sáng phía trước kìa, chạy vào. Có một hòn ngọc quý ở trong đấy. Wow, hai bên được canh giữ bởi hai cái con rồng, rồng có cánh luôn. Một hòn ngọc màu tím. Bây giờ mình phải lấy hòn ngọc này à? Cậu lấy hòn ngọc đi. Hình như là cái hòn ngọc này sẽ đập vào cái tảng đá mà vừa nãy đấy. À, tôi lấy được hòn ngọc rồi. Lấy một phát là nó tắt luôn. Bây giờ mình sẽ phải quay trở lại chỗ cái hòn đá bay lúc nãy đúng không? Ui cậu ơi, bây giờ ra cái con này nó có bắt chúng mình không? Mắt nó đen xì rồi, hình như là nó không hoạt động nữa cậu ơi. Nó đang ngủ. Thế thì chúng mình mau mau chạy đi cậu ơi. Đi qua thôi. Ui, đi qua nó là nó bắt đầu thức dậy cậu ơi, nó đang đuổi tớ này. Nhanh chạy nhanh. Con này là nó trở vào ngủ đấy, để đánh lừa các bạn đấy. Bây giờ lại phải nhảy qua những cái chỗ này tiếp này. Nó không thể trèo được lên những tảng đá này. Bây giờ mình sẽ nhảy qua đây là mình thoát thôi. Chúng mọi người rồi. Cậu không cẩn thận chút nào cả. Lại phải chạy lại. Lần này mình sẽ chờ những cái búa đó. Nó sắp rơi xuống. Thoát rồi. Cố lên. Nhảy cố lên. Này. Đấy, thế này thì không bao giờ bị đập. Búa rơi xuống tới mới nhảy vào hòn đá. Rồi như qua. Thế thì sẽ không bao giờ lo cái búa đập vào người đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình nhảy ra để đặt viên ngọc lên đây thôi. Để viên ngọc vào đấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Wow, tiếng gì vậy? Nó phát sáng lên này. Cả người tớ cũng phát sáng luôn. Kiểm tra. Wow. Nó đưa cái hòn đá này đang nâng cậu lên kìa. Nó đang bay lên. Cậu nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì đó? Wow. Bây giờ hòn đá sẽ đưa mình thoát khỏi lâu đài này các cậu ơi. Vậy là chúng mình thoát rồi à? Chúng mình có thể được trở về nhà rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ không cần bán bánh nữa. Mình chỉ mong trở về càng sớm càng tốt. Nhưng sao vẫn phải qua cái cánh cửa này? Không mở được luôn. Vậy thì làm thế nào để thoát ra? Làm thế nào bây giờ? Có cái gì nhỏ từ trên xuống này? Nước hay là máu? Ui, có cái cầu thang này. Leo lên cầu thang à? Nhảy lên cầu thang này. Ồ, bên trên này. Trên này không thấy ai nữa cậu có nhỉ? Có cầu thang này, leo lên cầu thang. Ô, sao cái cầu thang này cao thế nhỉ? Chắc cậu phải đứng lên cái hộp nào đấy để trèo lên. À, đứng lên những cái hộp này, trèo lên những cái hộp này. Ui, rơi. Nhảy cẩn thận chứ, cố gắng lên. Đây rồi, sắp đây rồi. Sửa thoát được rồi. Rồi, bây giờ nhảy sang cầu thang này. Trèo lên. Lại đến cái phòng nữa. Có cái ghế ngồi này. Có một cái ghế ngồi và một cái thanh gì màu xanh xanh kìa cậu ơi.
Đây là bazooka, là khẩu bắn tên lửa cậu ơi. Thế khẩu súng lấy luôn cậu ạ. Lấy luôn. Để đề phòng á, lát nữa chúng mình gặp nguy hiểm thì chúng mình sẽ sử dụng chiếc súng này. Để mình leo lên cái thang này tiếp xem làm gì nào. Yeah, wow. Mình đã lên đỉnh được cái tòa tháp này rồi. Bây giờ nhảy xuống và đi về nhà thôi. Nhưng mà Nhím ơi, hình như cậu là người đầu tiên thoát ra được khỏi tòa tháp này đấy. Ui, ở dưới cao lắm, nhảy xuống có sao không nhỉ? Ô, chiếc xe pizza của cậu vẫn để ở dưới kìa. Được rồi, thế thì bây giờ tớ nhảy xuống rồi đi về nhá. Yeah, tiêu đời luôn các cậu ơi. Tưởng là nhảy xuống được về nhà, ai dè cao quá, nát người luôn. Thế thì phải làm cách nào? Ở dưới có một cái gậy kìa. Phía dưới có một cái hồ nước cậu ạ. Được rồi. Hình như là cậu phải đứng vào cái gậy đấy và nhảy đúng vào cái hồ nước đấy đúng không? Đúng rồi. Thế thì như kiểu là nhảy cầu ấy. Được rồi. Nhảy ở bể bơi ấy. Nhảy trượt rồi. Nhảy đúng đến cái mép hồ luôn. Được rồi, mình phải nhảy lại xem nào. Bể nước ở đâu? Bể nước ở đằng kia cơ. Đúng rồi, chỉ có một bên có bể nước thôi các cậu ơi. Đây chuẩn bị nhá. Tớ chuẩn bị nhảy đây. 1, 2, 3. Yeah, bụp. Ui, được rồi, được rồi. Cuối cùng cũng thoát ra được ngoài rồi. Đi về lấy xe và đi về thôi. Ui, chàng ơi, nhìn kìa. Cái gì kìa? Mình ăn pizza đến này. Bà ơi, bà ăn pizza đi rồi bà tha cho cháu cái nào. Pizza này. Pizza đi bà ơi. Đây là con ma mà. Điên rồ lớn. Ui, nó thả ra những con rơi. Mình ăn bị mất máu. Cậu phải lắp đi. Lắp đi. Chưa kịp dùng súng để bắn luôn. Mình muốn giao pizza để trở về nhà mà nó lại không cho mình trở về nhà là thế nào? Thế thì khả năng cao cậu phải sử dụng vũ khí của cậu đi. Được rồi, thế lần này ta sẽ cho ngươi nếm sự lợi hại. Súng này, không ăn pizza thì bắn trong một trận này. Bắn này, bắn tiếp này. Chuẩn bị nó nhả đạn đấy. Lấp đi cậu ơi. Kia, lấp đi. Lấp. Những con rơi đấy mà lao vào người mình là mình sẽ mất máu đấy các cậu. Quá ra đấy là những con rơi đen à. Đúng rồi, bắn tiếp này, bắn trong một trận này. Bắn vào đầu này, bắn vào mặt này, gắn vào con pizza này. Ui, cố lên, rồi. cố lên. Bắn tiếp này, cố lên. Bắn tiếp này. Còn mày, sắp phục rồi. Mày đang nổi tung xung quanh đây rồi kìa. Thế là mình đã thoát khỏi đây chưa nhỉ? Thoát ra khỏi rồi đấy cậu ơi. Bây giờ hãy đi tìm chiếc xe màu đỏ của cậu thôi. Ui, các bạn vừa rơi xuống bị bạn người luôn. Các bạn ấy vẫn chưa biết cách nhảy giống cái lúc đầu tiên của cậu ấy. Đúng phải rồi, nhảy xuống hồ nước các bạn ạ. Ui, mấy cái rễ cây này. Rễ cây này là cái rễ cây vừa nãy mình gặp ở trong lâu đài đấy. Đúng rồi. Bây giờ cổng đâu? Tớ phải đây rồi. Trèo qua đây à? Nhảy lên mấy cái thùng xem nào. Nhảy ra khỏi hàng rào rồi. Yeah, cuối cùng là mình đã trốn thoát được khỏi đây rồi. Còn mình về đi Trang ơi. Từ giờ không buôn bán gì nữa cả.